20 năm, quãng thời gian chưa dài nhưng cũng đủ để khẳng định một chặng đường cống hiến của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và các thế hệ học sinh, một ngôi trường dưới hàng thông xanh thắm. Đầu năm 2002, huyện Con Plong được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Con Plong cũ. Ngày 2 tháng 4 năm 2003, trường phổ thông dân tộc nội trú Con Plong được thành lập từ trường trung học cơ sở Mạng Đen nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, đào tạo cán bộ dân tộc thiểu số cho địa phương. Năm học đầu tiên, trường có 9 lớp với hơn 200 học sinh, 11 giáo viên. Lúc này, cơ sở vật chất còn khá khiêm thốn, phòng ở học sinh, phòng học còn thiếu. Vượt qua muôn vàn khó khăn ban đầu, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã viết những trang sử đầu tiên trong hành trình 20 năm hình thành và phát triển của trường. Ngày thành lập, trường có hơn 200 em học sinh từ khối lớp 6 cho tới khối lớp 9. Và lúc ấy thì đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trên 15 người. Bước đầu tiên thì nhà trường cũng gặp rất nhiều khó khăn trong công tác nuôi dưỡng, dạy và học đối với học sinh dân tộc nội trú. Về cơ sở vật chất, lúc đó còn thiếu thốn, còn thiếu phòng học, phòng ở học sinh chưa có. Và nhà ăn, bếp ăn tập thể thì còn rất nhiều tạm bợ. Và cho đến nay thì quá trình thành lập 20 năm thì nhà trường đã phát triển hơn. Phòng học, phòng ở học sinh nội trú và phòng ăn đã được khang trang hơn. Cán bộ, nhà giáo, nhân viên của nhà trường đã đông đủ hơn, đảm bảo về chất lượng giáo dục học sinh dân tộc số đáp ứng được yêu cầu giáo dục. Vượt qua những khó khăn ban đầu, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đã không ngừng phấn đấu vươn lên. Nhiều tấm gương dạy tốt học tốt đã được ghi nhận. Tỷ lệ đậu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 98%. Tỷ lệ học sinh đậu đại học, cao đẳng, học nghề ngày càng tăng. Nhờ nỗ lực cố gắng của thế hệ thầy cô giáo và học sinh, năm 2020, nhà trường nhận cờ thi đua của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đoàn trường được nhận bằng khen của Trung ương đoàn, công đoàn được giấy khen của công đoàn ngành, được tặng bằng khen về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành, có em đã là lãnh đạo chủ chốt của địa phương, bác sĩ, doanh nhân thành đạt. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường nên yêu, có loài chim đang hót âm thầm tựa như nói, vì hạnh phúc tuổi thơ và cho đời thêm sức sống, thầy dìu dắt chúng em với tâm lòng thiết tha. Khi bình minh hé sáng, phố phường còn ngủ yên. Bên cạnh việc dạy học, nhà trường còn chăm sóc và nuôi dưỡng học sinh nội trú, bếp ăn tập thể đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, nơi ở của các em ngày càng xanh sạch đẹp để nếp. Cho từng khúc nhạc dịu êm như thời gian êm đềm theo tháng năm, như dòng sông gần. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc thiểu số được tổ chức thường xuyên. Bên cạnh đó, còn tham gia cùng huyện nhà những sự kiện tiêu biểu của địa phương. Quê hương tương lai sáng ngời. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, trường phổ thông dân tộc nội trú Con Plong được đổi tên thành trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông huyện Con Plong. Trên cơ sở sát nhập phân hiệu phổ thông dân tộc nội trú tại Đắk Tăng. Một cái tên mới và một sứ mệnh mới trên con đường đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. Trong thời gian tới thì nhà trường tập trung vào các nhiệm vụ sau. Một là tiếp tục thực hiện các giải pháp toàn diện để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh, nâng cao chất lượng hoạt động đặc thù trường phổ thông dân tộc nội trú. Hai là chú trọng và có kế hoạch nâng cao từng bước chất lượng công tác cái giáo dục mũi nhọn, phát triển đội ngũ nhà giáo. Thứ ba là đề ra các giải pháp và làm tốt công tác giáo dục hướng nghiệp gắn với tiềm năng thế mạnh của địa phương. Thứ tư là tranh thủ sự giúp đỡ của các cấp các ngành xây dựng cơ sở vật chất nhà trường xanh, sạch, đẹp, an toàn.
Thứ năm là tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được đề ra trong kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường, phấn đấu trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 vào năm 2025. Nhìn lại hành trình đã qua với biết bao khó khăn thách thức, nhưng rất đáng tự hào, thầy và trò trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông huyện Con Bận Đông tiếp tục tiếp bước trên con đường giáo dục gắn liền với trân trọng quá khứ, thấm thía biết ơn những thế hệ đi trước để cùng hòa chung vào sự nghiệp giáo dục trên quê hương Con Bận Đông tươi đẹp.